đang chờ đến được mình để trở thành tỏa sáng, đặc biệt là ngôi sao lớn nhất đang ngồi bên cạnh Thưa. Cảm ơn. Em nghe anh nói mà em say mê mà em không có nghĩ gì khác luôn á. Ôi trời ơi. Vậy là sức hút ở rất gần thưa quý vị từ anh Đàm. Trời ơi. Em đã trở thành sát thủ chém từ khi nào hay vậy? Em và em đã khác xưa rồi. Em đâu còn như ngày xưa nữa. Bé và em nhớ một điều, nó thành nguyên tắc luôn rồi. Khi anh ngồi cạnh em thì tất cả mọi thứ đều về nhì hết. Ca sĩ thì thường có một giọng để nhớ. Ví dụ Mỹ Tâm cất lên cái là biết liền Mỹ Tâm liền. Em hát rất là tỉnh, nhưng mà mình phải cần có cái tình. Dạ, dạ đúng rồi, để anh wow. Tỉnh thì em phải tình chứ. Vậy đó là cái vậy. Cho nên là khó đó. Có cần mọi người xem cái bản tôi viết đây không? Y chang như cô ấy vừa mới đọc xong. Đó mà. Thiệt em hiểu mà. Em hiểu. Giống như nãy giờ vậy chúng đó. Chúng ta là trời xanh một cặp đó. Trời xanh một cặp, một cặp đôi hoàn hảo luôn á. Em cứ thấy dễ thương nhỉ. Dễ thương thì thương cười đi. Cười cũng dễ thương luôn. Tự nhiên 25 tuổi thì tự nhiên giờ mình khác rồi. Em ơi. Bé, dạ. Mốt bây giờ là mình cưới nhau đi chị ơi. Dạ thì chị cũng hơn em có 2 tuổi chứ mấy. Thì có sao đâu. Cá nên là 2 gì trai không 1. Thôi em ơi. Yeah, ứng xử xuất sắc. Dạ. Rất là vui bởi vì hôm nay Trường được ngồi chung với lại hai người bạn. Tại vì hai người bạn đồng nghiệp của Trường rất là thân thiết bao nhiêu năm. Anh Đàm Vĩnh Thân và bạn bé Mỹ Tâm. Bé Mỹ Tâm. Mọi người gọi em là răng sắt. Tại em điền răng. Cái gì? Ủa sao giống Trường vậy? Sao giống tên anh vậy? Anh không có niềng, anh không có niềng. Anh không niềng không gì hết. Nhưng mà anh được biệt danh là hàm răng sắt. Anh răng sắt là như là, như là đồ ăn là anh bào dữ lắm. Thực ra thì anh cũng không muốn nói thêm, chỉ có một điều là anh thấy không muốn nói thêm mà nào ấy. Đang nói đâu. Định nói thôi. Không, cái ý này đó thực ra không quan trọng lắm, nhưng mà chị nghĩ rằng chính không quan trọng đừng nói chừng ơi. Nếu không thấy quan trọng đừng nói thôi. Em nói gì? Gì hả? Lấy qua đây. Chị nghĩ là nếu mà em sử dụng luôn cả cái bài I love you so là chị nghĩ là... Em nói gì? Bài gì đó? Em vừa nói gì? Bài I love you so à? À vậy hả? Lấy qua đây. I love you so. Cảm giác cho anh nhận ra I love you, I love you so. Khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you, I love you so. Khoảnh khắc cho anh gần em. 20 giờ 35 phút tối thứ tư Hà Nội trên kênh HTV7. Và hãy nhớ bật TV vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư Hà Nội để được xem những màn đấu vô cùng kịch tính và căng thẳng. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.
giọng của em sẽ vô cùng phù hợp. Dành cho những người nghe trên mạng, anh thiệt đó, rất là hot, rất là hit. Có những người không thể phù hợp với sân khấu nhưng mà trên mạng vô cùng hot và vô cùng đáng nghe, gì nó nhẹ nhàng đấy, nghe trên xe, nghe trên tai. Phone nghe rất là nghe nghe hơi. Nghe cái giọng em rất vô cùng hợp với kiểu đó nha. Đó cái. Vậy em có nghe thấy sao nó gì không? Gió thì thào. Em có nghe thấy. Anh nói gì không? Anh thì thào. Và anh đã trở thành ứng viên kế tiếp. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến bốn thí sinh mà đã tham gia cuộc thi này. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta gặp lại nhau sau thôi. Vậy thấy chưa, anh ta nói chưa, điều chúng ta muốn nói là điều ai đang, ai đang làm cái gì đó, có ai ở đây không? Thấy không, ở trong nhà không bao giờ coi cái gì hết trơn á, không biết trend chứ gì á. Có ai ở đây không? Phải cầm một cái dù ra nữa. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Em cô đơn quá, em muốn có người yêu. Em muốn có người yêu. Đó, cô đơn quá. Em muốn có người yêu. Chứ không à? Em có hiểu gì không? Hiểu chứ sao? Có... Đấy thấy chưa? Chỉ có mỗi chị không hiểu thôi. Có hiểu cái gì? Mà các bạn có các bạn sao á, biết được cái thế giới này nó sao em giờ ơi. Giờ phút này mà chị còn mặc cái bộ đồ bộ đội này thì còn nói cái gì nữa? Thì... có, thanh niên xung phong. Hãy chờ đón giám khảo ca sĩ Vĩ Tơ. Chim kêu giêng rừng suối gọi ma lên đường nắng treo hai vai qua mà vàng chen la nguy trang. Một cô gái cá tính à, từ cái tóc nè tới bộ đồ cũng đã sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Em có cảm giác nó xén xén sao? Sao em không hiểu nữa, em không biết thích sao em ơi. Tất cả mọi người ai cũng có một cục sến rất là to trong người mình hết trơn á. Không, mỗi người kiểu à, sến khác nhau. Lấy ra xài khúc nào to hay nhỏ thôi. Ví dụ như lần trước là em sến dễ thương, cái tự nhiên rồi mình cảm tình phải không? Tự nhiên cái lần này cái cô này đã hát một cái giọng hay tình cảm, tự nhiên đoạn cuối cái làm cái tụt cảm xúc. Thật rồi sốc mà em ơi. Còn hơn là vậy. Em đã nói là em với anh không có cùng quan điểm đó được, đúng không? Sến thế anh vậy mới là sến nè. Trời ơi. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, yeah. Oh my god, cái đó mà gọi là sến hả anh? Trời ơi, cái đó là người ta muốn ấu ấu lùn rồi chứ sến. Tao muốn ấu lùn rồi chứ sến. Anh thấy bộ môn gió hay mà. Ơ em thế nào nhỉ? Em vẫn thích bộ môn gió, em vẫn thấy ấn tượng. Em thích cái kiểu gì? Em vẫn thấy hay nhỉ? Tâm ơi, em hỏi một cách áp đặt quá. Không, em hỏi là hay thì sao? Chị thấy cái kiểu hôn nó cũ rồi. Ai nhiều người làm lắm, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì? Trời ơi, làm ơn. Nghĩ sao? Oh my god. Vũ Tâm vẫn đang bàn bạc thảo luận. Có nói chuyện riêng không à? Có gì đâu mà anh giận, thỉnh thoảng em cũng nên nói chuyện với bạn. Chứ không lẽ giờ anh nhốt nhà hoài à? Trời ơi, anh có thể dài cái nút áo này không? Rồi cứng được em rồi. Em thấy nó hơi hở. Anh có bị dính đến không? Quá dính đầy người luôn. Và bây giờ ca khúc thứ tư, xin mời. Cái dừa, cái muối nè. Anh mở ra chứ. Dễ ăn hơn này, dễ ăn hơn nè. Đúng, nó quá bự. Cái này nè. Phô mai, cái này cái nè. Chạy đi. Ở trong có quay mình không? Ở trong có cái gì? Anh thích cái gì mà nó chảy. Không, bánh này ngon. Cái bánh gì mà bánh. Cái này ăn không bé? Chịu em không? Dạ thôi em thôi. Không. Cho sữa. Ôi, khổ quá. Giỡn gì không cho mày ăn đâu dòm. Còn những cái mà em thích mà em không ăn được đúng không? Tại vì em ăn nhiều quá. Rồi. Em biết, bây giờ sao ấy. No luôn rồi đấy. Trời ơi, gì đơn giản vậy bé. Em đơn giản vậy thôi Hương, em biết mà.
giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Anh vẫn tiếp tục ghi chép. Ghi chép. Anh cầm bút cho vui vậy thôi. Chưa có gì đâu. Mà cái người mà trong chương trình mà thường xuyên cầm viết nhiều, thấy cũng có vẻ ghi nhưng thực ra là vẽ, là công việc tao. Ông Hiếu này cũng ghê lắm. Hôm nay bận đồ câu cá rồi ha. Ủa đồ là đồ câu cá hả? Dạ. Mấy ông câu cá bận ở túi túi về chuyện. Hả? Chắc là đang me me đi thi ứng viên nào rồi. Em tưởng đồ chụp hình chứ. Giống hơn phải không anh? Anh cho em một lời đi. Bây giờ ảnh Huy là nói câu cá, em là nói chụp hình thì anh cho rằng là giống gì? Thật ra thì là một cái áo để khoác bên ngoài thôi, làm cái gì cũng được. Mặc cái áo của Huy cũng là đi câu cá được. Dạ. Thôi bây giờ anh phải nói một lời đi. Giờ em nói chụp hình, Huy nói câu cá thì anh nghe ai chứ? Dĩ nhiên là chụp hình rồi. Đúng rồi. Hà thơ. Không ạ. Ăn không? Anh bị sót rồi. Sáng nay bị đau mà tử. Nào cô nhận, anh đi cho rồi. Sao cả ngày ăn có một miếng mà. Bánh bò nó vừa đúng không? Dạ. Đúng cái món anh thích lắm luôn. Dòm gì không cho mày ăn đâu dòm. Rồi xong rồi. Anh không biết là em sẽ đi tới đâu, nhưng nếu có cơ hội thì hãy nắm bắt lấy. Ok, anh cũng đang cần một người để train cho anh bự giống như vậy. Khi em train anh tập thể dục, anh sẽ train lại cho em hát. Ok, cái này thì em làm được ạ. Ôi đấy. Thôi qua chị train cho. Tâm à, anh mới vừa hình nhìn thấy một cái hình ảnh em ngồi ăn với Binzy rồi. Hello, em tên gì đây không phải thân đâu. Có bạn trai chưa, đã đó tính sao. Hôm nay em lại còn đòi là dành hàng của anh nữa em. Thành tượng mà thì gặp nhau bình thường thôi chứ đâu có gì đâu anh ghen à. Cứ cho là anh ghen đi. Bởi vì anh ghen mà. Bởi vì anh ghen mà. Vì anh đang yêu em thôi mà. Là anh đang ghen mà. Bởi vì anh đã quá yêu em. Ghen mà. Vì anh đang yêu thôi mà. Là anh đang ghen mà. Bởi vì anh đã quá yêu em. Bởi vì anh ghen mà. Anh ghen đi. Bây giờ mình tóm lại câu vậy đi. Em về nhà tập gym cho anh Hưng. Chị sẽ tập hát cho em, ok? Tại vì anh với chị ở chung một nhà.